Xin chào các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một video về một nhà tu hành. Thì tại sao mình lại nói nhà tu hành có liên quan gì với chú vẹt? Thì các bạn xem video là các bạn sẽ rõ nhé. Đầu tiên, như các bạn biết là trong cái thời gian gần đây ở trên mạng xã hội chia sẻ với một cái hình ảnh một nhà tu hành chân chính đi bộ hành từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc và trong 6 năm trời. Một trong những hình ảnh rất là đẹp của nhiều người mến mộ nhà sư này thì có liên quan gì đến chú vẹt này? Như các bạn biết là tại sao mình nói là nhà sư có liên quan đến vấn đề của chú vẹt này, là thức ăn của những nhà tu hành thì thường là những cái thức ăn chay, có nghĩa là những cái hạt ngũ cốc hoa quả để các nhà tu hành sử dụng. Và thì đối với chú vẹt này cũng vậy, thì các bạn biết là trong khá nhiều video mình chia sẻ, có thể là các bạn hỏi là anh ơi vẹt thức ăn chính là gì, rất là nhiều các bạn hỏi. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ rằng thức ăn chính của những chú vẹt cũng là những thức ăn mà giống như các nhà tu hành, có nghĩa là nó không ăn thịt. Không phải là không ăn thịt nhưng nó cũng không thích, và nó không hầu như là không thích hợp với những thức ăn từ thịt, cá. Và nó chỉ ăn những cái thức ăn như là, đây các bạn thấy đây, ví dụ như là hạt thóc này, hạt kê này, hạt láng tròn này, đây láng tròn đây các bạn đây. Đấy, láng tròn đấy, láng tròn hạt to to đấy, đấy, láng tròn đấy. Đây là tròn tròn to to đây. Và tiếp theo là hạt hướng dương màu đen đây. Đây là hạt thóc đây này bạn ạ này. Đấy. Thì đây toàn là những thức ăn mà chúng ta gọi là tạm gọi là thức ăn chay, thức ăn ngũ cốc. Đó, chính vì vậy thì đây là những thức ăn mà những chú vẹt rất là yêu thích và rất là phù hợp với cái hệ tiêu hóa của những chú vẹt này. Chính vì vậy thì hôm nay mình cũng muốn nói thêm một chút là như các bạn xem trên YouTube, trên TikTok hoặc trên Facebook thì các bạn thấy rằng là có một thầy hộ pháp mà đi cùng thầy Minh Tuệ đấy, thì nói một câu là đi đứng gần thầy rất là thơm, mùi rất là thơm, bởi vì là thầy đã ăn chay rất là lâu rồi, không còn ăn thịt nữa. Và khi mà chúng ta có thể cũng có thể là dựa vào khoa học là những người ăn chay thì thường là tuyến mồ hôi của nó không không nặng. Còn đối với những chú vẹt này thì sao? Những chú vẹt này khi mà các bạn nuôi bằng những cái thức ăn như thế này, nó ăn những thức ăn chay như thế này, hạt ngũ cốc như này, thì nó cũng vậy, nó cũng không có mùi hôi và nó cũng không tỏa ra những cái mùi nặng. Chính vì vậy thì những chú vẹt của các bạn hoàn toàn rất là thơm tho. Ngoại trừ đó là chính cái chú vẹt mà đang đứng ở trong video này là một dòng vẹt ngực hồng. Thì dòng vẹt ngực hồng là như các bạn biết là cái tuyến mồ hôi của nó là nó đã như vậy rồi. Chính vì vậy nó cũng hơi có mùi hơi hôi hôi một chút, nhưng mà đấy là khi mà còn quá nhỏ. Còn nếu các bạn thường xuyên tắm và khi mà nó lớn nó trưởng thành rồi thì nó bớt hơn, nhưng nó vẫn có một cái mùi đặc trưng, đó là hơi hơi hôi một chút. Đấy, cho nên là các bạn thấy, chứ còn tất cả các dòng vẹt khác thì nó không như vậy đâu. Thường là các dòng vẹt khác nó không có nặng mùi như về dòng vẹt ngực hồng đâu. Đó, chính vì vậy thì video này mình muốn nói với các bạn một điều, đó là thức ăn của những chú vẹt nó giống như thức ăn của những nhà tu hành. Có nghĩa là những chú vẹt sẽ thích hợp đối với những thức ăn chay và những như là hạt, cụ thể như là những cái hạt ngũ cốc, thóc kê, rồi rất là nhiều nữa như đậu đỗ đậu và hoa quả như là táo lê mận ổi, rau như là rau muống, rau cải hay là một số những cái loại rau khác, để các bạn có thể là bổ sung cho những chú vẹt của các bạn một cách rất là đúng đắn. Đó thì đây là một cái chủ đề có thể là đầu tiên các bạn nghĩ rằng không liên quan gì. Nhưng sau khi xem video mình chia sẻ thì các bạn thấy rằng những chú vẹt này
Thì thức ăn của nó giống như những nhà tu hành thì các bạn biết để các bạn có thể là áp dụng. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành và luôn theo dõi kênh Yêu Vẹt and Pets. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Thanks for watching and goodbye.